Đây là chỗ bột nở này. Đây. Đấy, đây là bột nở này. Đấy. Khi mà hòa bột nở này đặc vào thì chúng ta đổ nó xuống. Đợi đến khoảng từ chiều cho đến đêm là khi mà nó phản ứng hóa học hết cái này thì nó sẽ căng ra, nó nở ra. Nó không phình được lên trên thì nó sẽ nở rộng ra như này. Thì nó sẽ tách được những viên đá này ra. Đấy. Đây là sản phẩm bột nở đây. Một tảng đá nguyên khối to như thế này mà tách được ra. Ừ.
xăng không? À? Hết xăng. Hết xăng à? Sầu phết nào. Được đấy. Anh em thấy không? Đây. Cái thanh này là thanh 1 mét anh em ơi. Vừa lúc nãy thì khoan mồi được 20 phân rồi thì còn lại là 80 phân. 80 phân thì đâu rồi? À, mở ra cho anh xem nào. Thực ơi, mở cái này ra như nào đây? Tám mươi cm chúng tôi khoan trong vòng 4 phút 09 giây, anh em thấy không? Đấy, và khi mà khoan xong rồi thì anh em bịt hộ tôi cái gì đó vào cái nắp này, cái lỗ này. Cứ hai nắp. Khi mà đổ xăng như này nhá, lưu ý tỷ lệ 15:1. Anh cứ một bình này anh cứ cho tầm 4-5 nắp ạ, 4 đến 5 nắp. 4-5 nắp á? Đổ đi. Cái kia pha chưa? Chưa, cái này chưa pha. Chắc ở trong vẫn còn sao. Đấy, khoan này, chỉ cần chuẩn đó. Rất là nhanh nhỉ. Sao để mình khoan là lúc... Em thấy cái cân máy này khoan thế nào? Máy này khoan được mà. Bỏ bỏ khẩu trang đi. Quá hết cả mặt. Em khoan cái máy này, đây là lần thứ mấy? Em khoan lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai à? Máy hoạt động nó ổn định. Ừ. Lần trước thì hoạt động thì không. Lần trước là mình không biết cách vận hành, nên là mình giật nó hơi khó khăn tí rồi. Giờ thì biết cách vận hành thì máy chạy hoạt động. Ở đây nó sẽ có hai nguyên nhân có thể là gây đến khó lỗ lỗ. Nguyên nhân thứ nhất ấy, đó là khi mà chúng ta mới cho xăng vào nhá, thì thông thường ấy, thì cái kim phun này nó sẽ ít không cho xăng xuống, vì vậy chúng ta sẽ phải mở sạch hết cái kim phun ra và đóng cái cửa gió này lại. Thì trước là mình giật cho nó bắt đầu có hiện tượng nổ, thì có nghĩa là hiện tượng nổ xảy ra thì trong cái buồng đốt này thì nó đã bắt đầu có xăng rồi. Em hiểu chưa? Còn trong cái trường hợp thứ hai là khi chúng ta tắt đi hoặc là chúng ta giật mấy lần mà không nổ ấy, thì có nghĩa là khả năng mà em nhìn thấy cái điểm ống xả này ra, em thấy là nó bắn cả dầu cả xăng ra ngoài. Thì lúc đấy là nó đang bị sạc xăng. Thì lúc đấy thì chúng ta phải vặn kịch cái này lại. Vặn kịch lại để chúng ta giật sao cho nó đốt hết cái xăng thừa trong này đi. Xong chúng ta lại bắt đầu khởi động lại từ đầu.
thì lúc đấy khởi động lại từ đầu, lại mở hết ra từ đầu. Okay. Hoặc là mở ra một vòng hoặc hơn một vòng chúng ta giật xem có nổ không. Không có thì mở hết ra từ đầu và làm lại cái thao tác từ đầu. Thì lúc đấy nó là trước. Trước là chưa biết cách vận hành nên là nó hơi khó khăn. Hơi khó khăn. Thực ra thì cái đấy việc này thì cũng. Còn nếu là lúc mà máy đã chạy thì là làm việc rất là nhẹ nhàng. Em thấy cái tốc độ khoan thế nào? Được không? Rất là nhẹ nhàng. Nhanh. Tốc độ là 4 phải nói đấy, nếu mà khoan. Nhưng mà là nếu là mình biết cách vận hành là phút đấy. Một ngày mình ở khoan hơn 100 lỗ này là khoan hơn 100 lỗ 1 mét là bình thường. Đấy. Đấy. Thì con này nó tiện. Tôi sang vào là thôi. Anh về đây. Anh về thôi, chú làm đi. Cảm ơn anh nhé.